Thế giới đại vui mừng chào đón toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Hôm nay thì em không giới thiệu bán đài mà sẽ giới thiệu đến toàn thể các bác hai chiếc quạt cùng một mã sản phẩm, đó là chiếc quạt của hãng Nationa. Con này nó gọi là Nationa chữ Z ạ. Đây ạ. Và đặc biệt con này thì nó là con cao cấp nhất của dòng Nationa chữ Z. Nó sở hữu cánh sải cánh là 35 cm. Ngoài ra thì con này nó có một số những cái khác so với con bình thường. Các bác nhìn vào đây. Thứ nhất là cái túc năng, từ cái cánh của nó này. Nó là cánh cánh cài. Đấy. Thế còn một số những con dòng mà thấp hơn ấy thì nó là cánh xoáy. Nghĩa là khi bạn thay cánh này phải có một cái núm ngoài rộng xoáy. Thế còn con này là núm cài. Đây. Đấy. Đấy là cái khác biệt thứ hai. Và khác biệt thứ ba nữa là nó sử dụng một công nghệ đây này. Các bác nhìn này, các bác rất ít bác để ý đến dòng na trên na chữ Z này. Đấy, những con mà nó cao cấp thì nó có thêm cái chữ Panaco Deluxe này. Đấy, thì theo em dịch cái dòng trên này thì là nó công nghệ gió lạnh ấy, gió biển ấy. Đấy, thế thì trong khuôn khổ video còn giới hạn thì em sẽ chỉ quay giới thiệu với các bác một cách ngắn gọn nhất để các bác có thể hiểu về con này. Con này thì thông tin em tra là nó sản xuất vào năm 1976. Đấy. Nó là bản Na, nó hay còn gọi là Nationa Vương Miện. Chữ Z. Đấy. Tên đầy đủ là như thế. Bởi vì cái hình dáng của nó gần giống của chữ Z này. Đấy. Thì ở đấy thì em đang có hai chiếc. Đây là một chiếc và một chiếc thì em đang để ở khu vực này. Đấy. Con thứ hai này thì nó là màu trắng. Tất cả cái phần thân này nó là màu trắng hết. Đấy. Quạt này thì là em mua đấu giá ở Nhật. Đấy. Cánh màu xanh. Và dòng này thì gió của nó cực mạnh. Đấy. Thực ra thì các bác có thể tham khảo thông tin. Con này nó đã cũng mấy chục năm tuổi. Còn vì thế nên là nếu bảo nói đẹp như mới thì không phải là đẹp như mới. Nó là hàng cũ đã qua sử dụng. Có rất nhiều bác khi mà xem kênh của em thì thấy sản phẩm mới và nhiều bác thì nói là sau mấy chục năm nó vẫn mới thế. Thì thực ra thì đồ sưu tầm em mua là hàng đấu và mua có chọn lọc và tuyển chọn. Vì thế nên sản phẩm bên em là những sản phẩm có chất lượng thực sự. Đấy. Vì thế là những sản phẩm đồ này là đồ sưu tầm. Thì sản phẩm quạt thì các bác có thể mua về là vừa bày là một này. Mít thứ hai là vừa sử dụng. Thì con này là sử dụng điện 100 đến 110V. Nó là hàng nội địa của Nhật. Đấy. Vì thế các bác lưu ý. Nó sở hữu một cái túc năng ở đây. Ngoài ra dưới này có hẹn giờ. Đấy. Hàng bên em là hàng nguyên bản. Không có tút tát, không có spa. Về chỉ lau dọn đi là em đưa lên kênh các bác. Bác nào thấy sản phẩm phù hợp thì có thể ủng hộ bên em. Giá không hai sản phẩm trên có mức giá là 18 triệu đồng một chiếc. Đó là bản cao cấp nhất. Còn nếu trường hợp mà nó là bản cánh 30 thì giá của nó ở cửa tiền khoảng tầm 12, 13 triệu đồng. Quan lưu ý nhé. Và đặc biệt là những cái con mà nó có chữ Deluxe ở đây. Đây. Mua các bác hãy lưu ý. Đấy. Nếu những thông tin mà nó không sử dụng công nghệ gió biển thì nó sẽ rẻ đi rất là nhiều. Và nó không phải là bản cao cấp nhất. Còn phần lồng của nó thì còn rất là mới. Nó cũng có những cái vết cũ theo thời gian nhưng về cơ bản là mới. Đây là phần bấm nút của nó đây. Số của nó thì có 1, 2, 3 số, 3 cấp. Ngoài ra thì có túc năng chỉnh ở đây và hẹn giờ ở đây. Đấy. Sau đây thì em sẽ test thử gió một chiếc để các bác cùng xem nhé. Số 1 này. Các bác chỉ nghe tiếng u u của cái tiếng gió thổi thôi. Còn tiếng quạt thì không nghe tiếng ạ. Tuy rằng nó quay rất là chậm. Các bác nhìn cánh nó quay rất là chậm thôi. Nhưng mà nó gió rất là mạnh nhé. Đây. Cái ưu điểm của quạt Nhật nó là như thế. Nhưng quạt Việt Nam mà bật nó gió như thế này thì nó kêu rất là to. Đấy. Nhưng quạt của Nhật thì nó lại ngược lại hoàn toàn. Đây em để xa, ví dụ như em để xa cách khoảng tầm... Đây là khoảng tầm hơn 1 mét, khoảng 1 mét rưỡi.
nó vẫn gió rất là mạnh. Đấy, qua những cây này. Đấy. Đây đang là số 1 nhá. Các bạn nhìn thấy. Nó quay rất là lờ đờ thôi nhưng mà cái gió của nó rất là mạnh. Đấy. Đấy là cái đặc điểm của cái quạt Nhật, nó là như thế. Em sẽ thử cấp gió thứ hai là cấp số 2 nhá. Đây ạ. Cấp số 2 thì nó sẽ bằng cấp số 3 ở quạt bình thường. Đấy. Nếu còn nếu mà cho cấp số 3 thì nó mạnh lắm ạ. Đây ạ. Đấy. Đây nhá, em cho ra cái nó cái hướng gió xa ra hẳn nhá. Đây ạ. Và gió của nó là gió dạng như kiểu là gió không phải là phả trực tiếp mà gió nó hơi quẩn quẩn. Đấy. Các bạn nhìn gió mạnh không? Mà cánh của nó thì cảm giác các bác quay nó quay không nhanh. Đấy. Đây là phần số của nó như thế. Phần thứ hai là phần điều chỉnh tốc năng ở đây. Đây ạ. Thì nó sẽ có tốc năng quay 360 độ. Đây là hàng này là hàng siêu tầm các bác nhé. Sản phẩm trên thì bán được bảo hành 3 tháng và cam kết là sản phẩm không sửa chữa gì cả. Các bác được quyền tháo ra kiểm tra thoải mái, bởi vì em để các bác tháo ra thoải mái. Mi hai là các bác lưu ý cách dùng chiếc này, nó là điện là 100V, vì thế nên là phải rất hết sức lưu ý, nếu cắm sai điện là không bảo hành nhé. Đấy. Hoặc là các bác để trẻ em, các cháu nhỏ nó chọc que đũa vào đây làm gãy cánh là không bảo hành. Đấy, bác hết sức lưu ý trong quá trình sử dụng. Quạt thì gió rất là mạnh. Đấy. Mình có thể điều chỉnh ở các góc độ. Đấy. Đây là chiếc thứ nhất nhá. Các bác nghe thì nó thì có tiếng gió thổi ra, còn nghe không tiếng quạt chạy luôn. Đấy, hiểu chưa? Rồi, em sẽ chuyển sang test chiếc thứ hai cho các bác. Em lia camera nó từ từ để cho các bác xem nó chóng mặt. Đây ạ. Chiếc thứ hai thì em cũng test ở cấp số 1. Đây ạ. Các bác nhìn thấy nó chạy thì cảm giác rất là từ từ. Nhưng mà gió thì ra rất là mạnh luôn. Đấy. Đây là cái ưu điểm lớn nhất của quạt Nhật. Cánh quay lờ đờ nhưng mà gió ra thì rất là mạnh. Đây là cấp số 1. Đấy, em sẽ test cấp số 2 này. Đây. Rất mạnh nhá. Gió của nó thì thổi theo dạng như kiểu gió hơi quẩn quẩn. Đấy. Đấy, cấp số 3 này. Đấy, các bác nghe tiếng quạt thì các bác chỉ nghe tiếng gió thổi thôi, gần như là không nghe tiếng động cơ. Đấy. Đấy. Đây, em đứng cách khoảng tầm gần 3 mét. Gió vẫn rổ thổi rất là mạnh. Đấy. Đây là một trong những dòng quạt mà được rất nhiều anh em chơi quạt sưu tầm chiếc này. Nó gọi là Nationa Vương Miện chữ Z, bởi vì hình dáng của nó giống cái chữ Z. Nó là một sản phẩm mà có thể nói là quạt VIP đấy. Rất mạnh các bạn nhá. Đấy, em sẽ thử luôn cả phần tốc năng. Bác nào quan tâm đến những sản phẩm như là quạt này, xe đạp này, đài cassette này, nồi cơm điện thì có thể liên hệ. Em sẽ tư vấn cho các bác và nhận đặt mua tất cả các sản phẩm đồ điện tử gia dụng từ Nhật, từ Pháp, từ Đức thông qua hình thức đấu giá hoặc là mua trên trang. Giá cả thì phụ thuộc vào từng phiên. Sản phẩm mua tại Nhật thì bao giờ cũng là sản phẩm nó zin, vì người Nhật người ta không sửa chữa
mà đặc biệt là những sản phẩm qua đấu giá thì đã được tuyển lựa rất là kỹ. Vâng, thế giới đài xin tạm dừng phần giới thiệu hai chiếc quạt của hãng Nationa, có mã là Nationa chữ Z thương mệnh ở đây. Bác nào quan tâm đến những sản phẩm này thì có thể liên hệ, giá công khai là 18 triệu đồng một chiếc, sản phẩm trên bán được bảo hành 3 tháng. Bác nào quan tâm đến sản phẩm tương tự thì có thể liên hệ nhé. Xin tạm dừng phần giới thiệu và phần test hai chiếc quạt tại đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn, hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.